lên cho là muộn hết cháu. Làm đẹp. Tí nữa. Mấy đứa cháu. Là cho cháu qua tiền filler. Quá với cháu giọng khi cháu sạch sẽ, xịt thêm rồi cháu đẹp. Để xài nước mắt. Đó, cháu mình thấy cái đứa cái làm việc đi luôn cháu xin lấy. Làm gì? Lấy em chị với trong cặp chị Ly ơi, lấy em chị Ly. Giọng Ly ghê quá Ly à. Lấy hả? Ừ. Cái này ông quá nè. Không thánh thoát quá. Quá lấy chị với hậu trong cặp chị á, trong cặp chị á. Rồi ăn được rồi. Cái chú buồn. Cái chi mà chú ghê đó trời. Không chiếm không? Con cá ly cái chú là đúng về đúng là chú. Không mấy bữa cho xin tự cho tự xin chú mà. Tự xin chú cha mà. Bỏ mũi chắc rồi. Quần đó à sợ.
Lisa, Lisa. Mẹ bởi ghê lắm. Như bạn đi làm bình thường à em? Dạ. Hết tuần nghỉ. Bữa nay làm việc nhiều không? Cực nhiều, cũng làm cũng nhiều. Bạn làm bên đất nữa đó à? Dạ. Nay được chưa? Làm lại được chưa em? Dạ, cũng ổn 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 nè. Ổn hơn đợt vừa rồi đúng không? Dạ, đủ sống. Giàu với đủ sống chứ. Hồi trước giàu rồi đúng không? Chị rồi mà đủ sống nè. Chị lai rai. Chị nghĩ ra năm lên lại. Yeah. Năm ổn kinh tế rồi là lên lại thôi. Chưa ai có tiền mua được nè. Em này. Mũi em hồi xưa giờ không bao giờ hết được. Yeah. Cái loại này chịu. Cà lê cũng thích con nít hả cà lê? Dạ. Cà lê thích nít hả? Thích hả? Thích chứ. Hồi xưa không thích mà sao thích. Hà đứa cũng ngon, hà đứa cũng liệu cũng thích. Không biết ngày qua thấy gì mà lo cầm kia mà ăn khác mà. Cái mặt ăn vui lắm. Méo méo mà. Sợ hả? Không có gì cũng sợ. Vui dễ sợ. Hôm là, à, lúc hôm lo làm ra cái ly hôm qua. Không, tự tin bà làm. Cái ly thác cái ly sợ hả? Kiểu làm cho người nhà mình kiểu họ tím hồi hộp hơn đúng không? Ủa? Mẹ bây rảnh sâu quá à biểu. Mà tiêu vô khắc liền. Đỡ hẳn luôn. Ai rảnh sâu nhà ai rảnh sâu hết trơn. Chị đi đường đi lên. Ừ đi lên của con đó em. Dạ. Ủa? Ta chưa lấy kim mà. Mũi sao mà hai cái bị đau cần kiếm cái mũi hai cái
Con này gói mít luôn. Hai cái này kìa. 15 nè. 10 phút rưỡi rồi. Dạ, dạ, dạ chị, dạ. Mình đứng hình. Hầu chắc tao bấm cái cục sẹo này cho rồi. Mà chết cha, trừ tết rồi không bấm được. Ra năm đi. Ra năm chị bấm sơ cho em nha. Trừ bấm không làm kịp. Bấm luôn hả? Ừ, bấm đỡ lắm. Bấm tạo vết thương á. Mà lon làm cho nhiều người rồi, đỡ rồi. Bấm cái lỗ luôn. Bấm mấy mấy hai bên. Thế ý là nặng cái kia nữa.